Giờ chúng ta bắt đầu học luôn nha. Rồi, các em thấy cái màn hình máy tính của thầy chưa? Rồi, thấy chưa? Rồi, các bạn cũng vô đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu học luôn nha. Thì chúng ta đi vào cái chương 5. Đó là cái ma trận định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đầu tiên là chúng ta nghiên cứu về cái khái niệm ma trận. Thì một cái ma trận đó, ma trận thì nó là một cái bảng số. Ở đây mình ký hiệu là ma trận cấp M nhân N, hay là ma trận kiểu MN, là một bảng gồm có M dòng ở N cột và được ký hiệu như sau. Đấy, thì ký hiệu chung mỗi phần tử của ma trận A đó là mình ký hiệu là AEZ. Ở đây cái Y á, là cái chỉ số dòng, Z là chỉ số cột, và AEZ gọi là phần tử của ma trận A. Đó, thì ở đây em thấy là cái cách viết ma trận á, thì nó cái dấu này nó gạch thẳng xuống. Tức là cái chỗ này nè, chỗ này người ta gạch thẳng xuống nè, gạch thẳng xuống rồi móc vô, gạch thẳng xuống móc vô, bên đây cũng vậy, gạch thẳng xuống móc vô. Đó. Thì hoặc là nếu mà cái ma chặn mà cấp nhỏ đó thì người ta sẽ dùng cái dấu ngoặc tròn thế này, mặt tròn gọi là một cái dấu ngoặc đơn, đơn nhớ lại thế này. À, có hai cách viết. Và cái phần tử ở dòng y cột di, chẳng hạn như ở đây, đây là phần tử mà ở dòng 2 cột 2 nè, thì mình sẽ ký hiệu là A22. Còn ví dụ như là ở phần tử mà phần tử này thì nó là phần tử dòng 2 cột 1 thì mình sẽ viết thành A21. Và cái ma chặn thì cũng có thể viết tắt, viết cho ngắn gọn lại như thế này, viết cho ngắn gọn là như thế này, tức là đây mình gọi là ma trận A mà mỗi phần tử nó sẽ có dạng AEZ cấp M nhân N. Ở đây có nghĩa là cái Y này đó là nó chạy từ từ 1 đến M, còn cái Z này là nó chạy từ 1 đến N. Đó, thì cái này nó gọi là ma trận dạng chữ nhật. Còn nếu như mà M bằng N đó thì mình gọi nó là ma trận vuông cấp N. Và lúc này á, là mình sẽ viết cái ma trận như dạng này, tức là cũng ghi AEZ nữa, nhưng mà ở đây mình ghi chữ một chữ N thôi, chứ không cần phải ghi là N nhân N như trên đây. Thấy không? Thì đây là gọi là ma trận vuông cấp N. Thì đối với ma trận vuông cấp N á, thì những cái phần tử mà nó có số dòng số cột bằng nhau đó thì mình gọi là đường dấu chính. Cụ thể là chúng ta có cái định nghĩa như sau. Tôi lấy cái bài giảng như vậy. Thì nói lại cái định nghĩa khái niệm ma trận này. Ma trận thì nó có M dòng N cột ha. Rồi ma trận vuông thì ma trận vuông á, thì ở đây á, là mình sẽ ký hiệu nó là AEZ cấp N. Đấy, thì những cái phần tử mà nó có số dòng số cột bằng nhau đó thì mình gọi là cái đường chéo chính. Ha. Đường chéo chính.
rồi chúng ta có những cái khái niệm khác, chẳng hạn như hai ma trận bằng nhau, tức là những cái ma trận mà nó cùng cùng cấp, chẳng hạn như đây là hai ma trận A và B này, nó cùng cùng có M dòng ở N cột và các cái phần tử ở cùng vị trí là nó bằng nhau. Ví dụ chỗ này thì em thấy là chỗ này các em thấy là cái phần tử ở dòng y cột j của ma trận A nè, nó bằng ở phần tử ở dòng y cột j của ma trận B. À, thì lúc này mình gọi ma trận A là nó bằng ma trận B. Cái này nó xảy ra với mọi y j luôn ha, y chạy từ 1 đến m và j chạy 1 đến n. Đấy. Còn cái định nghĩa tiếp theo đó là định nghĩa về cái ma trận chuyển vị. Thì ví dụ như ban đầu á, mình có một cái ma trận A là cấp M nhân N, tức là M dòng ở N cộng. Bây giờ là mình sẽ biến đổi ma trận A này bằng cách là mình đổi dòng thành cộng. Đổi dòng thành cộng. Thì nó ra được cái ma trận mình gọi là ma trận A mũ T, hay là ma trận chuyển vị của A. Đó. Thì ở đây em thấy là mỗi phần tử của ma trận A là nó ký hiệu là AZ. Thì ở đây nó sẽ ký hiệu là AZI lại. Đấy. Một cái ví dụ đơn giản là thế này. Đó, ở đây mình có một cái ma trận nó gồm có hai dòng ba cột, ha, hai dòng ba cột. Và lúc này mình chuyển vị nó đi, tức là cái dòng thứ nhất này nè, dòng thứ nhất này nè. Mình đem biến đổi thành cái cột thứ nhất. Biến đổi thành cái cột thứ nhất. Biến thành nó dạng cột. Ha. Và cái dòng ở đây đó thì mình sẽ viết thành cái cột thứ hai. Thì ở đây mình sẽ được một ma trận được gọi là ma trận chuyển vị của ma trận A. À. Thì mình có một cái kết quả là nếu mà mình chuyển vị hai lần đó thì ma trận chuyển vị của A mình chuyển vị thêm lần nữa thì nó ra ma trận A. À, một cái khái niệm tiếp theo đó là định nghĩa ma trận hình thang hoặc là ma trận bậc thang dòng. Thì ở trong tài liệu chúng ta gọi nó là ma trận bậc thang dòng. À, trong tài liệu chúng ta gọi là ma trận bậc thang dòng. Ở trong đây thì nó cũng có định nghĩa ma trận trong tài liệu chúng ta thì cũng có định nghĩa ma trận bậc thang dòng đó. Thì ở trong cái bài giảng kia của thầy thì còn gọi nó là ma trận hình thang ha. Thì nó là một thôi. Đấy, thì định nghĩa ma trận bậc thang dòng hay là ma trận hình thang đó thì nó là một cái ma trận mà số các phần tử bằng không đứng trước các phần tử khác không đầu tiên của mỗi dòng kể từ bên trái qua đó nó sẽ tăng dần theo chỉ số dòng đó. Thì bây giờ em nhận xét nè, ví dụ như cái ma trận này cái dòng đầu tiên của nó đó, dòng đầu tiên này là dòng này là cái phần tử khác không đầu tiên đó là số 1 và trước cái số 1 này không có số không nào hết, đúng không? Tức là số các số không là bằng không. Ở đây mình có là số các số 0. Số 0 đầu tiên. Đầu tiên là bằng 0. Còn cái chỗ này số các số 0 đầu tiên là bằng 1. Đúng không? Số các số 0 bằng riêng 1. Ở đây có một số 0 nè. Ở đây nó hai số 0. Đúng không? Thì đây số các số 0 đầu tiên là bằng 2. Và cuối cùng là số các số 0 đầu đầu tiên bằng 4. Tại vì đây nó không có phần tử khác không nào hết. Đúng không? Vậy thì em thấy là không mà tăng lên một tăng lên hai rồi tăng lên bốn, vậy thì cái này là từ trên xuống dưới thì các cái số không nó tăng lên dần, thì đây gọi là ma trận bậc thang dòng hay hay mình còn gọi nó là ma trận hình thang đó. Thấy không? Đấy, thì em có thể nhận xét tiếp là cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai thì cái dòng này á, là nó không có số không nào đầu tiên hết nè đó, dòng thứ hai thì nó có tăng lên một số không, dòng thứ ba thì nó tăng lên hai số không và dòng thứ thứ tư thì nó tăng lên bốn số không. Còn đối với ma trận này á, là dòng này là không có số không nào, dòng thứ hai là một số không, dòng thứ ba là ba số không, dòng thứ tư là ra năm số không. Đấy, thì nó cái từ trên xuống dưới mình thấy là cái số 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 không đầu tiên nó tăng dần. Đấy, thì đây là ma trận hình thang. Đấy không? Thì ma trận bậc thang thì nó còn gọi là ma trận hình thang ha. Ma trận hình thang.
nghĩa tiếp theo là định nghĩa về ma trận tam giác. Ma trận tam giác thì ở đây nó chia là ma trận tam giác trên và ma trận tam giác dưới, thấy không? Ma trận tam giác trên và ma trận tam giác dưới. Và những cái ma trận mà vừa tam giác trên vừa tam giác dưới thì nó gọi là ma trận đường chéo. Ở đây là ma trận chéo nè. Đây là ma trận chéo này, thấy không? Ma trận chéo là những cái phần tử trên đường chéo là nó bằng nó khác không. Những phần tử ngoài đường chéo chính là nó bằng không hết. Còn cái này là gọi là ma trận tam giác dưới. Tam giác dưới là phía trên đường chéo là nó bằng không hết thì nó gọi là tam giác dưới. Còn ma trận mà phía dưới cái đường chéo chính mà nó bằng không hết thì nó gọi là ma trận tam giác trên. Đấy, đó là một số cái định nghĩa ma trận. Thì ngoài ra ở trong đây thì mình cũng có định nghĩa về ma trận đơn vị. Thấy không? Ma trận đơn vị á, thì ở đây á, là mình sẽ ký hiệu nó là ma trận vuông mà những cái phần tử trên đường chéo á, là nó bằng một, ngoài đường chéo là nó bằng không. Thì cái ma trận như thế mình gọi là ma trận đơn vị. Và tùy theo cái cấp của ma trận mà mình gọi là ma trận đơn vị cấp mấy ha. Ví dụ như đây là ma trận đơn vị cấp 3 nè. Em theo kịp không ạ? Alo. Có theo dõi bài thầy kịp không? Tiếp Dạ. nghe, được nghe ơi. Đấy, thì ở đây cái em đọc vô cái phần đầu đó là em sẽ tìm hiểu rồi cho thầy các cái định nghĩa về các cái khái niệm về ma trận ha. Đó là về các ma trận. Thì ở trong cái bài giảng bèo bao bon của thầy đó thì cũng có định nghĩa về ma trận hình thang, ma trận tam giác trên. Ha, ma trận tam giác trên là những cái phần tử dưới đường chéo chính là bằng không ha. Đấy, thì đây đây là có một số định nghĩa về ma trận tam giác, một số ví dụ về ma trận tam giác trên nè. Rồi ma trận tam giác dưới là những cái phần tử mà trên đường chéo chính là nó bằng không, thấy không? Đây là những ví dụ nè về ma trận tam giác, ma trận tam giác dưới, ma trận tam giác dưới là những cái phần tử nằm phía trên đường chéo chính là nó bằng không, thấy không? Và định nghĩa tiếp theo là cái ma trận đường chéo á. Ma trận đường chéo là ma trận mà nó vừa là tam giác trên vừa là tam giác dưới. Đấy, tức là những cái phần tử ngoài đường chéo chính là nó bằng không. Thì mình gọi là ma trận đường chéo hay là ma trận chéo. Về ma trận đơn vị á, thì mình có định nghĩa về ma trận đơn vị đó là những cái phần tử ngoài đường chéo chính là nó bằng không hết. Còn trên đường chéo là nó bằng một hết thì gọi là ma trận đơn vị ha. Thì đây là các ví dụ về ma trận đơn vị cấp 2, cấp 3, cấp 4. À, định nghĩa ma trận không thì cũng giống như trong tài liệu chúng ta nó là các cái phần tử nó đều là không hết, gọi là ma trận không. Ngoài ra ở đây nó còn định nghĩa thêm ma trận đối nữa. Ma trận đối của ma trận A là nó thu được bằng cách là nó đổi dấu tất cả phần tử trong A, thấy không? Thì nó gọi là ma trận đối. Đó là cái khái niệm liên quan đến ma trận. Bây giờ mình sẽ đi vào cái khái niệm về các cái phép toán trên ma trận. Phép toán trên ma trận á, thì ở đây đó thì em thấy là có phép cộng trừ hai ma trận, thấy không? Cộng trừ hai ma trận cùng cấp. Cộng trừ hai ma trận cùng cấp thì ở đây đó là để A cộng cho B được á thì AB phải cùng cấp. Hoặc là để A trừ B được thì AB phải cùng cấp. Và những cái phần tử trên cùng vị trí đó, nó sẽ cộng với nhau. Đấy. Thì lấy ví dụ như đây là ma trận A của mình là cấp cấp 3 nhân 3 nè. Ma trận A là 3 nhân 3, tức là vuông cấp 3. Cái này là vuông cấp 3 phải không? Vuông cấp 3. Đấy, còn chỗ này cũng vuông cấp 3 luôn, cái này cũng vuông cấp 3 luôn. Ma trận vuông mà cấp 3. Thấy không? Bây giờ mình muốn lấy A cộng B thì cái phần tử ở cùng vị trí nè. Vị trí này hai này cộng nhau thì ra được cái số 4, thấy chưa? Thế thì cái ở vòng 1 cột 2, vòng 1 cột 2 của hai ma trận lần lượt là số 2 với số 1 này nè. Số 2 số 1 này cộng là ra 3. Được chưa? Phép cộng ma trận là như thế. Đấy. Còn ở cái phần tử ở vòng 1 cột 3 của ma trận A là số 3. Còn ở đây là trừ 2. Mà 3 cộng cho trừ 2 thì ra 1. Được chưa? Đấy.
Rồi mình kiểm tra tiếp nè. Thì ở đây là phần tử ở dòng 2 cột 1 của ma trận A là số 3. Dòng 2 cột 1 ở đây là âm 2. Vậy là 3 cộng cho âm 2 là ra số 1 này. Đó, phần tử ở dòng 2 cột 2 của ma trận A là cái này. Còn của ma trận B là cái này. Âm 1 mà cộng cho âm 1 là ra âm 2. Được chưa? À, tương tự như vậy thì ở dòng 2 cột 3 của ma trận A là 5. Cái này là 5 cộng lại là 10. Đó, thì chúng ta hiểu cái khái niệm là tổng hai ma trận chưa? Tổng hai ma trận hoặc hiệu hai ma trận cùng cấp. Cùng cấp là nó không cần vuông. Nó có thể là dạng chữ nhật. Tức là ma trận A đó là hai dòng ba cột, thì ma trận B cũng phải hai dòng ba cột thì mới cộng nhau được. Cái định nghĩa tiếp theo là tích của một ma trận với một số. Nào, tích của ma trận với một số là có nghĩa là gì? Mình sẽ nhân cái số đó, tích của cái số K này nè với ma trận A, thì có nghĩa là mình sẽ nhân cái số đó cho tất cả các phần tử của ma trận A, cái nhân vô. Thì lúc này á, cái KA này á, nó chính là một ma trận. Nói tóm lại là phép nhân một số với một ma trận là chính là một ma trận. Không? Tức là có một số K với một ma trận thì nó sẽ biến thành một cái ma trận. Thì chú ý là đối với là hai ma trận mà tổng nó hai ma cái này có định nghĩa gì, hai ma trận đối nhau phải không? Là ở đây là mình lúc nãy mình có định nghĩa rồi. Đó, thì mình hiểu là đối ma trận đối nhau là hai ma trận mà tổng của chúng là ma trận không cùng cấp, phải không? Thì lúc nãy mình có định nghĩa là ma trận đối với, của ma trận A đó. Ma trận A là mình ký hiệu là AEG đó, AEG cấp M nhân N. Thì ma trận đối của ma trận A là mình sẽ ký hiệu là gì? Là trừ AEG. Cái này nó cũng là cấp M nhân N. Thì cái này gọi là ma trận đối của A. Như vậy thì mình có thể xem là hiệu của ma trận A với ma trận B đó, A trừ B nó chính là ma trận A mà cộng cho ma trận đối của ma trận B. Đấy. Thì mình hiểu như thế thì mình khỏi cần định nghĩa phép trừ. Đó, mà mình chỉ cần là định nghĩa phép cộng ma trận thôi. Và đồng thời đó là ma trận đối của ma trận B đó. Ma trận đối của ma trận B thì nó chính là trừ 1. Trừ 1 này nhân cho ma trận B. Đấy. Thì đây mình có ví dụ nè. Ở đây là mình có cái ma trận A là 1, 3, 5, 8, 2, 5, 2, 1, rồi 1, 0, 1, 1, 2. Và nhân ma trận A này cho số 4. Thì có nghĩa là 4 này nó nhân với mọi phần tử của ma trận A. Ở đây là số 4 này. Mình nhân vô đây. Thì nó thành số 4 nè. Không? 4 này nhân cho 3 là 12 đây. Rồi 4 này mà nhân cho 5 là ra 20. Rồi 4 này nhân cho 8 là 32. Rồi 4 này nhân cho 2 là ra 8. Rồi 4 này nhân cho 5 là ra 20. Rồi số 4 này mới nhân cho 2 này cũng ra 8. Rồi 4 này nhân cho 1 thì ra số 4. Tương tự là 4 này nhân cho 0 thì ra 0. Rồi 4 này nhân cho 1 thì nó ra 4. Rồi 4 này tiếp tục nhân cho 1 thì nó ra số 4 này. Rồi 4 này nhân cho 2 thì ra 8. Thì đó là cái định nghĩa về về phép nhân một số với một ma trận và phép cộng hai ma trận cùng cấp. Thì tiếp theo đó là mình nói về cái phép nhân hai ma trận. Thì bây giờ mình có hai ma trận A và B. Hai ma trận A và B như thế này. Thì em để ý đó, thì ở đây đó là ma trận A đó. Cái số dòng nó là bằng M, số cột là bằng N. Còn ma trận B á, là cái số dòng của nó phải bằng N, thấy không? À, tức là ở đây là cái số cột nó bằng N nè. Nó phải bằng số dòng của ma trận B. Thì hai này nhân nhau được, hai cái thằng này mới nhân nhau được. Số dòng xin lỗi, số cột của ma trận đứng trước phải bằng số dòng của ma trận đứng sau thì hai ma trận mới nhân nhau được. Và đồng thời khi nhân đó thì cái tích của nó
tích của hai ma trận A và B này nó chính là ma trận C. Mà ma trận C á thì mỗi phần tử của nó mình sẽ ký hiệu nó là cái gì? Mình sẽ ký hiệu nó là CIK. Thấy không? Mà CIK thì ma trận tích này cái cấp nó là cái gì? Cái M này nó chính là M trên ma trận A. Còn cái B này nó chính là cái B của ma trận B này. À, đấy. Như vậy thì cấp của ma trận C đó, ma trận tích A nhân B đó, nó có số dòng bằng cái số dòng của ma trận A và có số cột bằng số cột của ma trận B. Đấy. Đó, thì mình xác định trước cái cấp của nó. Và thứ hai nữa là cái phần tử của nó mình sẽ xác định như sau. Phần tử ở dòng thứ y cột thứ k của ma trận tích nó sẽ bằng tổng các tích các phần tử tương ứng ở trên dòng y của ma trận thứ nhất và cột k của ma trận thứ hai. Đấy. Thì mình ký hiệu là AEG. AEG chỉ số cột của ma của phần tử A dạng A nè bằng chỉ số dòng của phần tử dạng B. Không? Đấy, thì như vậy thì ở đây đó. Và sau khi mình lấy cái A EZ nhân cho B ZK rồi mình sẽ lấy tổng theo Z, tổng theo Z và Z này nó chạy từ 1 đến N thì mình sẽ được cái phần tử CIK của ma trận tích. Không? Như vậy thì nếu như thằng A mà nó có 3 dòng 4 cột đó, thằng B là nó có 4 cột 5 dòng đi chẳng hạn, thì ở đây mình sẽ lấy, tôi lấy ví dụ như là A là dạng là 3 x 4, còn B thì nó phải có dạng 4 x 3, 4 x 5 gì đó. Thì lúc này A nhân B thì nó sẽ có dạng là 3 x 5, có dạng 3 x 5, tức là nó sẽ có 3 dòng 5 cột. Như vậy thì mình phải tính tổng cộng là 15 cái phần tử của nó. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ mình tính cái tích của hai ma trận ha. Thì ở đây ma trận A của mình á là nó có 3 dòng và 2 cột 3 x 2. Còn ma trận B ở đây á, ma trận B này nè thì nó có 2 dòng và 3 cột. Và hai cái ma trận này nhân với nhau thì nó ra được cái ma trận này là 3 dòng 3 cột. Rồi. 3 cột. Này là 3 dòng rồi. Dòng 1, dòng 2, dòng 3. Rồi này là cột 1, cột 2, cột 3. Nó có 3 dòng 3 cột phải không? Đấy. Và bây giờ nhân với nhau thì nó ra kết quả như thế nào? Thì em thấy là cái dòng 1 của ma trận đầu và cái cột 1 của ma trận 2 ma trận sau như thế nào. Đó, mình nhân phần tử tương ứng này, đây mình có là 3 nhân cho 1. Phần tử đầu tiên của dòng này là 3 mà nhân cho 1, thấy không? Rồi mới cộng cho 5. Cộng cho 5 nhân trừ 2. Thì em quan sát cái dòng đầu của ma cái dòng thứ nhất của ma trận A nè, dòng thứ nhất của ma trận A nè và cái cột thứ nhất của ma trận B nè, thì ở đây mình sẽ có là 3 nhân cho 1 rồi cộng cho 5 nhân âm 2 nhân cho âm 2, thì lúc này nó ra nhiêu? Nó ra là chỗ này là số 3, chỗ này là âm 10, thì ra là âm 7. Thì âm 7 nè, được chưa? Tiếp tục mình cũng lấy cái dòng đầu, nhưng mà ở đây là mình sẽ nhân cho lấy cái dòng đầu của ma trận đứng đầu nhân cho cái cột 2, thì lúc này nó sẽ ra phần tử 1 2. Lấy dòng 1 của ma trận A mà nhân cho cột 2 của ma trận B thì nó ra ma trận ở dòng 1 cột 2 của ma trận tích, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình nhân sao? Thì đây là 3 nè nhân 4, 3 nhân 4 là 12, rồi 5 nhân cho 4 là 20, cộng 20, 12 cộng 20 là 32,
Được chưa? Anh thấy cái số này 32 chưa? Rồi tiếp tục mình lại lấy cái dòng dòng 1 này mà nhân cho cột 3. Lấy dòng 1 và nhân cho cột 3. Cột 3 là cột này nha. Dòng 1 là dòng này. Thì 3 nhân cho -7. À, mình có 3 nè, nhân cho -7 này. Rồi cộng cho 5 nhân cho 3. 5 nhân 3. Thì cái này nó ra là -21 cộng cho 15. Thì ra là -6. Thì em thấy cái số này ở đây của mình là -6 đúng chưa? Đó, thì ở đây đó thì chúng ta thấy là nhân hai ma chặn thì mình sẽ lấy các cái phần tử ở từng dòng của ma chặn đứng trước và nhân cho từng cột của ma chặn đứng sau và cộng kết quả lại. Chẳng hạn như ở đây em thấy là đây là dòng thứ hai mà nhân cho cột 1, 2, 1, dòng 2 nhân cột 1 thì ra phần tử thứ 21 của ma chặn tích. Thứ 21 của ma chặn tích tức là ở dòng 2 cột 1 ma chặn tích. Thì nhân thử nha. Trừ 1 nhân 1 là trừ 1. 4 nhân trừ 2 là trừ trừ 8. Trừ 1 trừ thêm 8 nữa là âm 9. Đây, âm 9 này. Đây. Thì đó là cái phép nhân hai ma chặn ha. Thì em có thể kiểm tra lại là cái chỗ này. Em có thể kiểm tra lại cái chỗ này. Là lấy ma chặn ở đây là lấy ma chặn B nhân ma chặn A đó. Thấy không? Ma chặn B nhân ma chặn A. À, rồi lấy ma chặn A nhân ma chặn B thì nó khác. Đấy thì em thấy ở đây là ma chặn A nhân ma chặn B á, thì nó ra ma chặn vuông cấp 3. Còn ma chặn B mà lấy nhân cho ma chặn A thì nó ra ma chặn vuông cấp 2. Thì đối với cái phép nhân ma chặn á thì mình có thể dùng cái máy tính để mà mình tính. Nhưng mà ở đây đó thì trong trong máy tính này á, thì nó mới hỗ trợ chúng ta đến cái ma chặn tối đa là cấp 4 thôi. Mà lưu ý là trong cái bài này đó, trong cái ví dụ 5.8 này đó thì ma chặn A đó là 3 dòng, 2 cột. Vậy thì mình bấm số dòng là 3, số cột là 2. À, mình sẽ nhập vô. Đấy, thì nhập ma chặn A vô xong bấm AC ha. Bấm AC. Thì sau đó mình lại bấm option nè. Mình bấm tạo ma chặn số 1. Và mình chọn ma chặn B là số 2. Ma chặn B này á, thì nó có 2 dòng và 3 cột. Mình bấm số dòng là 2, số cột là 3 và mình nhập vô. Đấy. Thì sau khi mình nhập hai ma chặn AB rồi đó, mình muốn mình là bấm AC để nữa mình thao tác thì nó không có sửa cái giá trị của ma chặn lại. Đấy, thì sau đó mình bấm option mình chọn ma chặn A ra là số 3. Rồi bấm option chọn ma chặn B ra là số 4. Thì hai ma chặn này nhân với nhau thì trong máy tính đó, máy tính 580 đó thì mình không cần phải để dấu nhân cũng được, thấy không? Mình để hai mình ship hai cái ma chặn này ship liền xong rồi mình bấm dấu bằng ra thì cái kết quả của mình ở đây sao mà nó khác với cái kết quả mình tính ở trên này. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra có khả năng là mình sẽ nhập cái ma chặn vô nó sai. Như vậy thì nếu như mà mình nhập ma chặn vô sai thì mình sẽ chỉnh sửa như thế nào? Ở đây em bấm option này. Chọn số 2 này, sửa ma chặn này. Ma chặn A. Ma chặn A của mình là 34 không? 35 ở đây tôi nhập vô 34 là tôi nhập sai rồi. 35 này. Tôi sửa là 35 này. Trừ 1 4 là 70. Rồi tiếp tục tôi bấm AC. Tôi bấm AC rồi tôi lại lại coi cái ma chặn B tôi có nhập sai không. Đấy, tôi bấm option nè, tôi chọn số 2. Đấy, rồi số 2 nữa coi ma chặn B có nhập sai không. Thì ma chặn B của mình đó là 1 4 trừ 7 nè kia, 1 4 là trừ 7 nè. Rồi trừ 2 4 3 à.
Rồi bây giờ tôi lấy hai ma trận này tôi nhân lại. Bấm option. Em chọn số 3, tức là chọn ma trận A. Rồi bấm option, chọn số 4, tức là chọn ma trận B, và hai ma trận này nhân nhau. Thì kết quả giống như trên đây nè, đúng không? Trừ 7 nè. Rồi 32, trừ 6, trừ 9, 12, 19, rồi 7, 28, âm 49. Đó, thì ta mình bấm máy là nó ra kết quả luôn. Còn ví dụ như ở dưới đây đó, mình đang tính là lấy ma trận B mà nhân cho ma trận A. Thấy không? Lấy ma trận B, ma trận A thì mình cũng bấm option. Mình chọn số 4, rồi option, chọn số 3. Thì nhân với nhau. Thì nó là trừ 50, rồi 21, 11, 6. Đấy. Thì như vậy thì ở đây mình sẽ được là tích của ma trận B và ma trận A. Được chưa? Là khi mà em nhân tay đó, em nhân bằng tay, tức là tính nhẩm bằng bằng đầu óc đó, thì bây giờ ở đây 1 nhân cho 3 là 3, rồi 4 nhân cho 5, xin lỗi, 4 nhân cho âm 1 là âm 4, rồi là âm 7, âm 7 mà nhân cho 7 là âm 49, đúng không? 1 nhân 3 là 3 nè, 4 nhân cho âm 1 là âm 4, thấy không? Rồi âm 7 nhân cho 7 là âm 49. Như vậy thì cái này cộng vô nó là âm âm 1, hai cái này cộng là âm 1, âm 1 mà trừ cho âm 49 là âm 50, được chưa? Đó. Rồi tiếp tục mình coi coi cái phần tử số này nó đúng không nè. Thì đây mình sẽ lấy cái dòng 1 này nè. Đó, nhân cho cái cột 2 này. Cái cột 2 này. Thấy không? Thì nhân như thế nào? Thì đầu tiên đó là số 1 này. Này nhân cho 5. 1 nhân 5 là 5. Rồi 4. 4 nhân 4 16. 5 cộng 16. Rồi 7 này, 7 này âm 7 này nhân cho 0 là bằng 0. Thì cộng là bằng 21. Đấy, thì cái số này của mình 21 là rõ ràng chưa? Đó, thì cái đó là cái phép nhân ma trận hết các em, phép nhân ma trận. Tiếp theo là mình nói cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận. Đây, phép biến đổi sơ cấp trên dòng thì các em lưu ý á, là ở đây đó mình có 3 phép biến đổi sơ cấp trên dòng thôi. 3 phép biến đổi sơ cấp trên dòng, tức là đổi dòng thứ y và dòng thứ k cho nhau. Mình ký hiệu là JY, mũi tên hai chiều JK. Và nhân nhân cái dòng thứ y cho một cái số lambda khác không. Nhân một dòng cho một số khác không. Tức là ở đây mình sẽ biến đổi dòng thứ y bằng cách là gì? Nhân cái dòng thứ y cho cái số lambda khác không. Cái phép biến đổi thứ ba là thay dòng y bằng tổng của dòng y với lambda nhân dòng k. Có nghĩa là mình biến đổi dòng y bằng cách là mình lấy cái dòng thứ k mình nhân cho một cái số lambda nào đó, rồi mình sẽ cộng vô cái dòng y. Thì cái kết quả này mình sẽ thay toàn bộ cho cái dòng y nha. Thì cái phép này mình gọi là thay dòng y bằng tổng của dòng y với lambda nhân dòng k. Đấy. Thì thường đó là trong thực hành đó là mình sẽ làm đồng thời cái bước thứ một với thứ hai chung, thấy không? Tức là mình thay dòng y bằng cái kết quả này là alpha lần dòng y và cộng cho lambda nhân cho dòng k. Và lưu ý trong cái phép biến đổi này đó thì cái alpha nó phải khác không như vậy, alpha phải khác không mới được. Thì thường đó là mình sẽ dùng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng này để đưa ma trận về dạng ma trận bậc thang dòng tương đương với nó. Và cụ thể chẳng hạn như ở đây mình có một ma trận A này như thế này. Bây giờ là mình lấy cái dòng 1 này, mình nhân cho trừ 1, nhân cho trừ 1, thấy không? Và mình cộng xuống đây. Đấy, thì trừ 1 nhân 1 là âm 1, và âm 1 nhân cộng 1 là 0. Đó. Rồi sau đó là cái này cũng cũng nhân cho âm 1 luôn. Âm 1 là âm 1 và cộng số 2.
này thì nó bằng là một. Đó, còn cái chỗ này đó, chỗ này mình cũng nhân cho âm một luôn thì nó ra âm một, mà âm một cộng ba thì nó ra hai. À, tương tự như vậy mình cũng biến đổi làm sao. Lưu ý là cái biến đổi thứ thứ nhất này đó thì cái vị trí chỗ này là số 0, hai cái vị trí này đều số 0 hết, thì có nghĩa là số 0 nó chưa có tăng lên từ dưới, từ trên xuống dưới, cho nên là cái ma chặn này chưa bậc thang, nó chưa phải dạng hình thang. Mà cái số 0 này ở đâu có, là mình lấy cái dòng 1 này nè, mình nhân cho âm 2 rồi cộng vào dòng 2. Đó, thì ở đây đó là em kiểm tra lại nè, cái này mà nhân cho cái chỗ này nè, chỗ này là mình nhân cho âm 2, chỗ này em nhân cho âm 2 là nó ra âm 2, âm 2 mà cộng 2 thì nó ra số 0 này, số 0 này. Đó. Còn cái phần tử tiếp theo của nó là cái gì? Cái phần tử tiếp theo của nó là cái chỗ này mình cũng nhân cho âm 2, chỗ này mình cũng nhân cho âm 2, nhưng mà ở đây mình phải cộng thêm trừ 1, thì âm 2 mà cộng thêm trừ 1 là âm 3, được chưa? Cái chỗ này mình cũng đem nhân cho âm 2 và cộng xuống dòng thứ ba luôn. Đó, âm 2 à, cái chỗ này mình nhân cho âm 2, âm 2 nhân 1 là âm 2, mà âm 2 mà cộng cho 1 đó, thì nó ra âm 1 rồi. Đấy chưa? Đấy, thì cái ma chặn B1 này của mình đó là nó chưa có bậc thang, đúng không? Ma chặn B1 này nó chưa bậc thang. À, cho nên đó là mình làm tiếp tục bằng cách là gì? Mình tiếp tục mình sẽ làm cho cái phần tử ở vị trí này nó phải là số 0 thì nó mới bậc thang được. Thấy không? Thì ở đây đó là từ từ chỗ này là một số 0 nè, xuống đây nó phải là hai số 0 mới được, nó mới là bậc thang. Đấy. Như vậy thì ở đây đó em hãy tiếp tục lấy cái dòng thứ thứ hai này nè, nguyên cái dòng thứ hai này nhân cho ba rồi em cộng xuống cái dòng thứ thứ ba này. Hiển nhiên là chỗ này đang là số 0, bây giờ nhân cho ba thì nó cũng là không, mà không cộng không thì nó cũng ra không, đúng không? Còn cái chỗ này nếu mà em nhân cho trừ ba, em nhân cho ba đó, nhân cho ba thì chỗ này nó là ba, mà ba cộng cho trừ ba là ra số 0. Chỗ này em nhân cho ba đó là nó ra là 6, mà 6 trừ 1 là 5. Đấy, thì ở đây nó chính là ma chặn bậc thang. Nhưng mà nếu mà nó vuông đó thì cái này mình gọi là ma chặn tam giác trên luôn. Thấy không? Ma chặn tam giác trên. Thì ma chặn tam giác trên này á nó cũng chính là ma chặn bậc thang luôn. Cho nên có thể nói là các phép biến đổi tương đương trên dòng nó sẽ đưa một cái ma chặn A về một cái ma chặn tương đương dòng, mà chặn bậc thang dòng tương đương với nó. Thấy không? Đó, thì về những cái khái niệm về ma chặn và phép toán trên ma chặn đó thì mình mới vừa nghiên cứu xong. Đó, thì giờ chúng ta sẽ giải lao khoảng 10 phút và chúng ta vào học tiếp nha. Alo, các em còn Nghe không? dạ con hay ơi Con hay ơi. Chúng ta giải lao 5 phút ha. Rồi chúng ta vào học tiếp. Dạ.